Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Vào sáng ngày hôm nay giờ Việt Nam, Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua NVC là trung tâm visa đã phát ra thêm một đợt thư hàng phỏng vấn. Đây là đợt phát thư lần thứ hai của tháng 3. Hai đợt phát lần thứ nhất và lần thứ hai này chỉ cách nhau 3 ngày. Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông thường, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai đợt phát thư hẹn phỏng vấn trong một tháng. Thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ hai và tuần thứ ba của tháng đó, là từ khoảng ngày 9 cho tới ngày 22 hàng tháng. Cũng có một số tháng có thêm một đợt phát thư hẹn lần thứ ba nhưng rất hạn chế. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC trước đó. Tháng 3 này đã có hai đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Đợt thứ nhất là vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 và đợt thứ hai là vào ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3. Cách để chúng ta đăng ký email với NVC trung tâm visa để nhận thư hẹn phỏng vấn Điệp đã có chia sẻ ở trên kênh, cũng khá đơn giản để chúng ta làm. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo lại video clip này. Đường link của video clip Điệp sẽ để trong phần mô tả để cô chú và các anh chị dễ xem. Theo thông tin Điệp cập nhật được, thì đợt phát thư hẹn lần thứ hai vào ngày 20 tháng 3 này, Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phát thư cho các hồ sơ diện IR5 là cha mẹ của công dân Mỹ. Có ngày hoàn thành xong 6 bước NVC là từ tháng 2 cho tới tháng 9 năm 2020. Vào đợt phát thư hẹn lần thứ nhất ngày 17, thì giới hạn chỉ tới khoảng tháng 7 năm 2020, đợt 2 này đã lên đến tháng 9. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này là vào tháng 4 năm 2021, là các ngày giữa và cuối tháng 4. Nên nếu cô chú và các anh chị có ngày hoàn thành xong 6 bước trong khoảng thời gian này, thì chúng ta nên kiểm tra hộp thư email của mình, hoặc là liên hệ với dịch vụ hoặc là luật sư. Có một số hồ sơ diện IR5 đã hoàn thành vào tháng 12 năm 2020 là gần đây, nhưng cũng đã nhận được thư hẹn phỏng vấn, bởi vì hồ sơ này có con bảo lãnh chung với vợ hoặc là chồng. Có ngày hoàn thành hồ sơ vào tháng 8 năm 2020, nên lãnh sự quán đã ưu tiên sắp xếp cho hai vợ chồng được phỏng vấn chung. Cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý là thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn sẽ dựa trên ngày trung tâm visa NVC xác nhận hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước. Do đó khi làm hồ sơ 6 bước với trung tâm visa NVC, thì cô chú và các anh chị cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ, chu đáo để quá trình làm 6 bước của chúng ta không bị kéo dài. Và sau khi hoàn thành xong 6 bước với NVC, thì cô chú và các anh chị nên soạn sẵn hồ sơ giấy tờ cần thiết mình cần đem theo khi đi phỏng vấn. Bởi vì có một số trường hợp là lãnh sự quán gửi thư hẹn phỏng vấn rất là gấp gáp, chúng ta không có thời gian nhiều để chuẩn bị. Và điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn. Thứ nhất là ngày ưu tiên trên lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Điều kiện này không áp dụng cho các diện CR và IR, chỉ áp dụng cho các diện F. Điều kiện thứ hai là hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC. Có nghĩa là hồ sơ của chúng ta có email hoặc là tin nhắn của trung tâm visa xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành. Theo như thông lệ, lãnh sự quán sẽ phát thư hẹn phỏng vấn hai đợt trong một tháng, ít khi nào có thêm một đợt thứ ba. Hai đợt phát của tháng 3 này vẫn chưa thấy phát cho các hồ sơ diện IR hoặc là CR hoặc là các diện F. Vì vậy thì các hồ sơ này đã hoàn thành xong 6 bước và không có thư hẹn phỏng vấn, thì hy vọng là lãnh sự quán sẽ gửi thêm một đợt vào tháng 3 hoặc là sẽ có nhận được thư vào tháng 4 tiếp theo. Nên cô chú và các anh chị cố gắng tiếp tục chúng ta kiên trì theo dõi lịch phát thư hẹn trên kênh, Điệp sẽ cập nhật với mọi người nha. Ở trên kênh Điệp cũng đã có chia sẻ câu hỏi phỏng vấn visa thường gặp của các diện. Đây là ví dụ như là diện IR5 để cô chú và các anh chị có thể thuận tiện tham khảo để chuẩn bị trước các thông tin của mình. Trong video clip cũng đã có chia sẻ gợi ý mà cách chúng ta trả lời với lãnh sự quán, cô chú và các anh chị có thể xem qua. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo một số hồ sơ này đã nhận được thư hẹn phỏng vấn vào đợt 2 này. Đây là hồ sơ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Hồ sơ này mở hồ sơ bảo lãnh vào 2018, hoàn thành hồ sơ 6 bước vào tháng 7 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 12 tháng 4. Và hồ sơ này hoàn thành vào tháng 8 năm 2020, phỏng vấn vào cuối tháng 4 là ngày 22 tháng 4. Còn hồ sơ này là mở hồ sơ bảo lãnh năm 2019, hoàn thành vào tháng 7 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 15 tháng 4. Còn hồ sơ này thì vừa hoàn thành vào tháng 9, đã có nhận được thư, sẽ phỏng vấn vào tháng 4 này. Và hồ sơ này cũng vậy, là tháng 8 và sẽ phỏng vấn vào ngày 19 tháng 4. Nên cô chú và các anh chị nhớ kiểm tra hộp thư email của mình nha. Sau khi nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta có 3 việc cần phải làm ngay. Thứ nhất là đăng ký online địa chỉ giao nhận visa với lãnh sự quán. Thứ hai là đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và thứ ba là chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn. Cô chú và các anh chị có đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này thì chúng ta cũng lưu ý. Hiện tại hầu như lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa đã kín lịch vào tháng 3 và tháng 4 này. Thì cô chú và các anh chị cứ đặt hẹn thử. Nếu như có lịch thì chúng ta đi khám. Còn nếu như chúng ta không có đặt lịch được trước ngày hẹn phỏng vấn thì cô chú và các anh chị cứ đi phỏng vấn trước. Kết quả khám sức khỏe và chích ngừa thì chúng ta sẽ bổ sung sau cho lãnh sự quán. Đợt này thì tất nhiên là nếu như chúng ta không kịp khám sức khỏe và chích ngừa trước phỏng vấn thì cô chú và các anh chị sẽ nhận được một giấy xanh để bổ sung sau. Gần đây thì hầu như các hồ sơ nào đi phỏng vấn cũng sẽ bị giấy xanh này, nên cô chú và các anh chị cũng đừng quá lo lắng. Cách đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì Điệp cũng đã có chia sẻ trên video clip này. Cô chú và các anh chị có thể xem lại video clip. Và cách để chúng ta đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa Điệp cũng đã có đăng trên video clip này. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo. Và quy trình khi chúng ta đi khám sức khỏe và chích ngừa là video clip này. Cô chú và các anh chị có thể xem qua để chúng ta chuẩn bị trước. Và để sắp xếp hồ sơ khi đi phỏng vấn thì chúng ta có thể xem qua video clip này là chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa, đặc biệt đối với các diện vợ chồng và đính hôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người.